Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây thì xin chuyển đến các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay, 28 tháng 1. Trong phần đầu tiên này thì mời các bạn đến với nội dung: Thái Lan bất ngờ bị người nhà dìm hàng khi so với tuyển Việt Nam, khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Bùi Hoàng Việt Anh chia sẻ kỷ niệm chạnh lòng với huấn luyện viên Philippe Jouzier tại Asian Cup. Và cuối cùng thì mời các bạn đến với nội dung: Hai công thần để lại bài học đắt giá, VFF sẽ làm gì với con tính Philippe Jouzier? Mời các bạn cùng đón nghe. Mới đây thì tờ báo của Thái Lan cho rằng là dù đang chơi tốt ở Asian Cup nhưng đội nhà vẫn cần phải cải thiện nhiều về khả năng. Đặc biệt là tờ báo này đã so sánh với đội tuyển Việt Nam. Tuyển Thái Lan đang có những màn trình diễn ấn tượng tại Asian Cup 2023 khi vào vòng 1/8 với thành tích bất bại. Dù vậy thì khi đánh giá về đội nhà, tờ Thái Đát của Thái Lan cho rằng thầy trò ông Masatada Isi vẫn cần cải thiện thêm nhiều, đặc biệt là ở khả năng ghi bàn. Người hâm mộ Thái Lan đang rất hưng phấn khi đội nhà giành vé đến vòng 1/8 Asian Cup với vị trí nhì bảng F, bất bại sau 3 trận, thắng 1, hòa 2 và giữ sạch lưới. Điều này giúp chúng ta trở lại ngôi số 1 Đông Nam Á sau nhiều năm đứng dưới tuyển Việt Nam. Nhưng việc đoàn quân của ông Isi chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn khiến nhiều người lo lắng. Đây là số bàn thắng thấp nhất trong số các đội vào vòng 1/8 và chỉ bằng với Tajikistan, đội nhì bảng A với 2 bàn và hơn Syria ghi 1 bàn, xếp thứ 3 ở bảng B. Thái Lan ghi ít bàn thắng hơn cả tuyển Việt Nam khi họ ghi 4 bàn và đều 4 cầu thủ khác nhau ghi bàn, hay là Indonesia ghi 3 bàn do 3 cầu thủ khác nhau ghi bàn, tờ Thái Đát so sánh. Các bạn thân mến, thực tế thì đó là tờ báo Thái Lan nhận định về đội bóng của họ. Nhưng mục tiêu quan trọng nhất là lọt đến vòng 1/8 của Asian Cup 2023 thì chúng ta lại không làm được. Dù nói gì đi nữa, ghi 4 bàn nhưng có 0 điểm ở vòng chung kết và bị loại sớm thực sự là một thất bại của tuyển Việt Nam, của ông Philippe Jouzier. Trước Asian Cup, đội tuyển Việt Nam của chúng ta như đã biết là tổn thất lực lượng lớn ở hàng thủ khi mà trung vệ Quế Ngọc Hải đã không thể đến giải đấu vì chấn thương. Tuy nhiên thì khi bước vào giải, Bùi Hoàng Việt Anh cho thấy mình là sự thay thế xứng đáng và mang đến sự an tâm cho người hâm mộ. Sau 3 trận đấu vừa qua, Việt Anh chính là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình đội tuyển Việt Nam. Thậm chí là anh còn đánh dấu kỳ Asian Cup đầu tiên của mình bằng 1 bàn thắng. Mới đây thì trong một chia sẻ với báo Dân Việt, Bùi Hoàng Việt Anh đã kể lại hành trình của mình tại Asian Cup. Đáng chú ý là trung vệ này kể lại một kỷ niệm với ông Philippe Jouzier mà anh cho rằng là anh cảm thấy chạnh lòng. Trước Asian Cup, huấn luyện viên Philippe Jouzier chia sẻ với tôi là no choice, có nghĩa là không còn sự lựa chọn nào khác nên mới chọn tôi. Ngay lúc đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và có chút chạnh lòng. Nhưng tôi nghĩ rằng mình phải thể hiện tốt, phải quyết tâm chứng tỏ khả năng của mình nhiều hơn nữa. Câu nói đó của ông Philippe Jouzier có lẽ sẽ là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên, nhưng cũng sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để giúp tôi trưởng thành hơn nữa trong tương lai. Thành thật mà đánh giá thì ông Philippe Jouzier sẽ có cái nhìn khác về trung vệ của tuyển Việt Nam. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ như hiện tại thì Việt Anh chắc chắn là xứng đáng chiếm một suất chính cho dù là Ngọc Hải trở lại. Tới đây thì Việt Anh sẽ có khoảng hơn 2 tuần nghỉ ngơi trước khi trở lại với guồng quay của V-League và anh sẽ cùng với tân thuyền trưởng Kia Thế Sắc tiến đến mục tiêu là đưa Công an Hà Nội trở lại đường đua. Tháng 3 tới đây thì Việt Anh sẽ cùng đội tuyển tiếp tục lại có một chiến dịch quan trọng là vòng loại World Cup. Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia trong cả 2 trận đấu mà nhiệm vụ là phải thắng. Đây là đối thủ chính của chúng ta ở bảng F và thầy trò ông Philippe Jouzier phải tạo ra lợi thế cho mình nếu muốn có tấm vé đến vòng loại thứ 3. Những thành công trong quá khứ của bóng đá Việt Nam cho chúng ta thấy là một huấn luyện viên giỏi và phù hợp có thể giúp cho đội tuyển thành công, nhưng nó không thể quyết định tương lai của cả nền bóng đá. Ví dụ ở đây là bầu thắng giai đoạn 2008 và bầu Đức 2018. Trong một lần trò chuyện với cầu thủ thì huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ rằng: "Nói cho cùng thì chúng tôi chỉ là người nước ngoài mà thôi. Chúng tôi có thể giúp cho các bạn, còn tạo động lực chính cho sự phát triển lâu dài của cả nền bóng đá thì các bạn phải gánh vác. Các bạn phải chịu trách nhiệm cho bóng đá Việt Nam trong tương lai, không ai làm thay được." Đây là một chia sẻ đầy ý nghĩa, tức là thành công của bóng đá Việt Nam trong hai giai đoạn 2008 và 2018 với bầu Đức và bầu thắng là minh chứng.
Cuối năm ngoái thì huấn luyện viên Calisto trở lại Việt Nam để hội ngộ với các học trò như là Việt Thắng, Minh Phương, Tài Em, Công Vinh hay là Như Thành. Ông thầy người Bồ Đào Nha đã dành riêng một ngày đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến cảng quốc tế Long An để thăm Bảo Thắng. Ông thầy người Bồ Đào Nha chia sẻ xúc động là không có Bảo Thắng thì tôi không thể có được thành công cùng bóng đá Việt Nam. Sau 23 năm, ông Calisto vẫn dành trọn vẹn tình cảm cho Bảo Thắng. Lời chia sẻ kể trên của ông Calisto bao gồm cả sự cảm ơn và biết ơn dành cho Bảo Thắng. Nhớ lại thì ông Calisto lần đầu tiên đến Long An vào cuối năm 2000. Đó là kỳ công của Bảo Thắng với bóng đá Việt Nam. Mọi chuyện bắt đầu kể từ thất bại của đội tuyển quốc gia tại Tiger Cup 1998. Ông Võ Quốc Thắng đã đau đáu mong ước là làm sao để góp phần bóng đá Việt Nam vô địch Đông Nam Á. Một năm sau thì ông bầu này được giới thiệu về huấn luyện viên Calisto và lập tức lên đường sang Bồ Đào Nha để gặp mặt. Hai người đàn ông đã gặp nhau ở Bồ Đào Nha như là mối nhân duyên tiền định. Phần còn lại là lịch sử bóng đá Việt Nam như tất cả các bạn đã biết. Bầu Thắng đã tặng cho ông Calisto cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam để đội tuyển của chúng ta đã vô địch lần đầu tiên đấu trường AFF Cup hồi năm 2008. Một cột mốc lịch sử khi Việt Nam lần đầu tiên đăng quang ở khu vực. Chức vô địch thời ông Calisto làm tiền đề để cho bóng đá Việt Nam phát triển. Sau vòng chung kết U23 châu Á hồi năm 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lên tận Gia Lai để gặp Bồ Đức và nói lời cảm ơn. Ông thầy người Hàn Quốc đã tiếp tục nhắc lại trong ngày ký hợp đồng lần thứ hai với VFF. Tôi nhớ đến giây phút này 2 năm về trước khi lần đầu tiên được gặp ông Đoàn Nguyên Đức. Ông ấy là người kết nối mối lương duyên của tôi với bóng đá Việt Nam. Tôi biết ông ấy là người yêu bóng đá và có tâm huyết lớn. Tôi luôn luôn biết ơn ông ấy. Bầu Đức là người có 3 lần sang Hàn Quốc để mời huấn luyện viên Park Seo. VFF gặp khó khăn về tài chính thì chính ông Bảo Phương Núi đã trả 2 năm tiền lương đầu tiên cho huấn luyện viên Hàn Quốc. Suốt 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Seo nhiều lần lên Gia Lai gặp Bảo Đức. Ông Park lần nào cũng chia sẻ lời cảm ơn và vui mừng khi được Bảo Đức dành thời gian để trò chuyện. Ngày chia tay bóng đá Việt Nam thì ông Park viết tâm thư: về mặt cá nhân, tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch tập đoàn Hòa Anh Gia Lai. Ông ấy là người đóng vai trò quan trọng với quyết định đến Việt Nam làm việc của tôi. Tôi biết ơn sự động viên không ngừng nghỉ của ông trong quãng thời gian tôi công tác ở Việt Nam. 5 năm ở Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm thay đổi lịch sử bóng đá Việt Nam với ngôi Á quân U23 châu Á 2018, top 4 ASEAN 18, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019. Hai lần vô địch SEA Games, lần đầu tiên tuyển Việt Nam lọt đến vòng loại thứ 3 của một kỳ vòng loại World Cup. Đặc biệt là ông Park góp phần giúp cho người hâm mộ hạnh phúc và vui sướng khi xem đội tuyển thi đấu. Nhìn lại hai giai đoạn kể trên thì một câu chuyện đầy ý nghĩa đó là tình cảm, lòng biết ơn của ông Calisto và ông Park dành cho Bảo Thắng và Bồ Đức. Điều đó cho thấy rằng thành công của bóng đá Việt Nam không phải là do huấn luyện viên quyết định, mà chính xác là các huấn luyện viên phải hiểu được cảm ơn con người Việt Nam đã tạo cơ hội giúp đỡ họ tạo ra vinh quang. Nhiều năm qua thì chúng ta liệu có nhìn nhận đúng về công lao cũng như là sự đóng góp thầm lặng của các doanh nhân như là Bảo Đức và Bảo Thắng. Chúng ta muốn bóng đá Việt Nam bay cao và bay xa cũng như là chiến thắng, nhưng liệu có tôn vinh hay là tri ân họ hay không? Vai trò của huấn luyện viên là một phần quan trọng trong tập thể thành công. Nhưng huấn luyện viên muốn thành công thì phần lớn phải bắt đầu từ chính sức mạnh của nền bóng đá, là sự chung tay của tất cả, bởi thì không có bột làm sao gột lên hồ. Câu chuyện của bóng đá Việt Nam hiện tại, tức là thời huấn luyện viên Philippe Jouzier cũng vậy. Liệu có đúng khi sự thành bại hay là triết lý cũng như là con người dường như là giao hết cho nhà cầm quân người Pháp? Ông Philippe Jouzier đến rồi cũng sẽ đi. Còn bóng đá Việt Nam của chúng ta luôn chuyển động. Do đó mà đã đến lúc chúng ta nhìn nhận lại một cách sòng phẳng những gì mà ông Philippe Jouzier đang làm, phản biện một cách đầy đủ và đúng đắn. Những gì không đúng chúng ta cần phải thay đổi, kể cả là việc đánh giá về khả năng thành công của đội tuyển dưới thời ông Philippe Jouzier. Vì bóng đá Việt Nam có thành bại hay không, không thể do huấn luyện viên. Nói như ông Park chia sẻ thì các anh phải chịu trách nhiệm cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Không ai làm thay các anh được. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.